học món trà sữa sầu riêng. Nghe cái tên là nó thấy hấp dẫn rồi đúng không ạ? À, món này á thì cái giá cốt nó hơi cao chút xíu, tuy nhiên Nhi vẫn sẽ giới thiệu cho mọi người để mà có cái trường hợp là nếu mà chúng ta có thể bán được giá vốn cao, giá bán cao đó, chúng ta là quán mà mình có thể thu được cái 40-50 ngàn một ly thì chúng ta có thể bán được món trà sữa sầu riêng nha. Và món này thì giá cốt nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào sầu riêng. Nếu như anh chị nào ở vùng mà sầu riêng nhiều á thì giá cốt rẻ, và nếu mà mình bán về những cái mùa mà sầu riêng nó nhiều á thì giá cốt rẻ, còn nếu mà hiếm sầu riêng thì hơi khó, tại vì món này là như dùng là dùng rồi bằng sầu riêng tươi luôn nha. Đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phần giới thiệu nguyên liệu nha. Nguyên liệu thì chúng ta sẽ cần có sầu riêng tươi. Để làm được một ly trà sữa sầu riêng thì chúng ta sẽ dùng từ 30g cho tới 50g sầu riêng tươi nha. Tính là cơm nha, cơm sầu riêng không tính hạt nha, 30 cho đến 50g cơm sầu riêng. Thì nếu như mà mọi người muốn sầu riêng của mình mà ngon á, trà sữa sầu riêng ngon thì tất nhiên phải dùng 50g thì nó mới lên đủ mùi. Còn nếu mà 30g cũng được, nhưng mà nó không có được thơm lắm ạ. Nó chỉ thơm thoang thoảng, còn 50g là đúng luôn. Là uống vô là sẽ biết được là sầu riêng liền luôn. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ có kem béo thực vật rít nha, 25ml. Tiếp theo là chúng ta sẽ dùng 10ml nước đường nữa. Và tiếp theo chúng ta sẽ dùng là nước cốt trà sữa Hải Thần nha. Tại vì mình đã học Hải Thần rồi, cho nên Nhi sẽ dựa trên cái Hải Thần để hướng dẫn cho mọi người dễ. Và sau này bán mình cũng chỉ cần pha một loại nước cốt thôi. Nước cốt Hải Thần là mình bán được trà sữa Hải Thần và bán được trà sữa sầu riêng luôn. Lý do mà chúng ta dùng cái nước cốt trà sữa Hải Thần mà không dùng nước cốt trà sữa truyền thống là bởi vì trà sữa Hải Thần có cái ngọt nhạt đấy. Thì như vậy mình làm chung với sầu riêng thì sầu riêng của mình nó sẽ có cái ly trà sữa sầu riêng của mình nó sẽ có cái màu vàng nhạt rất là đẹp. Còn nếu mình dùng cái trà sữa truyền thống thì nó không lên được màu đẹp nha, nhìn không hấp dẫn đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện nha. Chúng ta sẽ lấy này 170ml nước cốt trà sữa Hải Thần. Làm món này chúng ta cần một cái máy xay nha, thì nó sẽ ngon bởi vì là khi mà chúng ta xay thì nó sẽ càng đặc sánh. Chúng ta sẽ cho cái phần 170ml nước cốt trà sữa Hải Thần vào cối. Tiếp theo là 10ml nước đường. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ lấy 25ml kem béo rít. Đây, bí quyết nằm ở đây nha. Khi mà mình cho kem béo rít vào máy hoặc vào cối mà đánh hoặc xay á thì kem béo rít nó càng đặc lại. Thì chính vì cái thành phần chính là rít này nè, nó sẽ làm cho cái ly trà sữa sầu riêng của bạn đặc sánh. Thì khi mà uống mình cảm giác giống như là bỏ rất là nhiều sầu riêng luôn vào trong cái ly trà sữa của mình ha, mặc dù mình chỉ bỏ 50g thôi. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ lấy thịt sầu riêng thôi nha. Rồi, món miếng sầu riêng ngon quá, vừa giảm mà vừa chảy cái miếng luôn. Đây, chúng ta sẽ lấy cái sầu riêng ra. Ok. Sau đó mình sẽ lấy thịt của nó ha. Món này đảm bảo anh chị là nếu mà anh chị bán mà coi như là nổi tiếng khắp nơi luôn tại trà sữa sầu riêng á, là cũng chưa có nhiều nơi bán ha. Và nếu bán người ta không có đầu tư làm nhiều sầu riêng, người ta chỉ bỏ rất là ít, mà người ta nếu bỏ ít thì không ngon. Nếu mình đã bán là mình phải làm cho ngon luôn ha. Giá vốn giá bán cao, giá vốn cao thì mình bán cao, còn không là chẳng hay đừng bán, tại vì bán mà dở không nên bán. Rồi sau khi lấy ra như vậy chúng ta sẽ cân 50g thịt ha. Đây, chúng ta sẽ cân 50g thịt sầu riêng bỏ vô ha. Rồi, 50g thịt sầu riêng bỏ vô ly này, không còn gì bằng luôn. Sau đó mình cho vào máy ha, xay lên. Là món ruột của anh Nhi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái phần trà sữa sầu riêng ra, cực kỳ là ngon luôn mọi người. Đây, tuyệt vời luôn. Bây giờ bỏ đá lên cho tới đầy thôi và thử. Rồi, như vậy chúng ta hoàn tất món trà sữa sầu riêng nha. Đấy, món này thì mình có thể bỏ thêm topping. Hạt mô, hạt khoai cũng rất là phù hợp, hoặc là uống không thì thực sự đã ngon lắm rồi, cũng chẳng cần phải topping gì cả. Còn nếu trường hợp mà mình có điều kiện
thì chúng ta bỏ thêm topping vô ha, hạt muông, hạt khoai này, hoặc là chân châu đen nè, đó, chân châu đen thì cũng rất là ngon ha. Đây, đây chúng ta có thể cho chân châu đen hoặc mứt đinh chính hoặc là đây, mình có thể cho bất cứ cái topping nào mình yêu thích để uống kèm nha. Đấy, chúng ta cho một ít chân châu đen vào, trà sữa, sầu riêng, mà chân châu đen, mà chân châu đen này là chân châu đen tự làm, có bột cacao nó nên nó rất là béo bùi, rất là ngon luôn, kết hợp với trà sữa sầu riêng vừa béo vừa thơm đặc sắn. Mà nói chung những cái tín đồ sầu riêng là đảm bảo nha, những người nào mê sầu riêng mà uống món này thì không thể nào mà từ bỏ được, còn những người nào mà chưa mê sầu riêng uống món này xong mê luôn mọi người ạ. Đối với giá uống sầu riêng á thì cái phần mà nước cốt hải thần á thì nó chỉ có 2.000 đồng thôi nha, nhưng mà mình sẽ thêm kem béo rít này, thêm đường vô thì nó thêm 2.000 nữa là 4.000. Còn riêng cái phần sầu riêng á, nếu mà lấy 50g là theo như tính như một trái như mua vậy là 50g là 18.000. 18.000 mà cộng 4 là giá vốn 22.000. Đá ly nữa, đá với ly thêm 1.500 đó là 23.500 là giá vốn một ly trà sữa sầu riêng nha. Là chưa kể nếu mà topping thêm 2.000 nữa là 25.500. Đó, thì 25.500 anh chị mới bán 60.000, 70.000 một ly. Và tất nhiên những người mà sành ăn sầu riêng á thì người ta sẵn sàng chi trả 5-60 ngàn để tiền để uống một ly trà sữa sầu riêng là bình thường, bởi vì mình sẵn sàng chi trả 200-300 ngàn để mua một trái sầu riêng đen đó. Thành ra là chúng ta sẽ có được một ly trà sữa sầu riêng có luôn trân châu giá 425 ngàn, nhưng mà đảm bảo là rất là ngon và sẽ làm vừa lòng tất cả những ai mà mê sầu riêng ha. Còn nếu trường hợp anh chị muốn cái giá vốn nó thấp hơn thì mình thay vì 50g sầu riêng, thịt sầu riêng, chúng ta thay bằng 30g thịt sầu riêng thì trà sữa của mình vẫn có thơm mùi sầu riêng, vẫn rất ngon, chỉ là không ngon bằng cái ly 50g sầu riêng thôi. Đó, thì tùy vào cái giá bán để anh chị cho được cái mức sầu riêng hợp lý ha. Rồi, chúc mọi người sẽ thực hiện món này thành công. À, hẹn gặp lại trong các công thức tiếp theo nha. À, trước tiên thì Nhi xin phép giới thiệu về khóa học trước. Khóa học á, thì ở Học viện Vinpa mình nó sẽ có các khóa học về trà sữa này, về cà phê, về ăn vặt, về bánh kem, rồi có cả ăn chay nữa. Và các khóa học thì được thiết kế rất là khoa học. Và chúng ta học trực tiếp thì có giảng viên trợ giảng sẽ cầm tay chỉ việc một một cho mình luôn, để đảm bảo á, là cái việc học của mình nó diễn ra hiệu quả. Ngoài cái việc là trong lớp học được học một cách trực tiếp cầm tay chỉ việc như vậy và thực hành trên tất cả các món á, thì chính vì cái chương trình rất hiệu quả mà Học viện Vinpa mình á sẽ là cam kết là bảo hành khóa học cho anh chị trọn đời. Có nghĩa là nếu học xong mà chưa làm được những cái món mình thực hành thì bên em sẽ bảo hành cho đến khi nào mà anh chị thực hành thành công cái món mà mình đăng ký học, hoặc là cái khóa học mà mình đăng ký học. Và khóa học bên Nhi thì Nhi đã thiết kế sẵn dành cho nhiều cái đối tượng khách hàng khác nhau. Nếu bán cho học sinh thì Nhi có những khóa nước dành cho học sinh. Nếu bán cho văn phòng thì Nhi có những khóa nước dành cho văn phòng. Và tương tự như vậy, muốn bán bánh kem thì Nhi có khóa bánh kem. Mà muốn ăn vặt thì Nhi có khóa ăn vặt. Đấy, rồi khi anh chị đăng ký học thì anh chị có rất nhiều quyền lợi nè. Là sau khi học xong nè, là anh chị sẽ được bên em bảo hành trọn đời. Rồi còn cập nhật các cái công thức mới trọn đời cho mình. Rồi ngoài ra thì khi mình đăng ký học xong á, học xong rồi nếu mình muốn mở quán thì bên em sẽ tư vấn một một để mình có thể mở được một cái quán trà sữa. Hoặc là nếu bên mình muốn nhượng quyền á thì bên em sẽ làm nhượng quyền quán trà sữa Mít Nhi cho mình với chi phí là phí nhượng quyền là 0 đồng. Và ngoài ra mình còn được đến quán Mít Nhi học việc sau khi mình đã học xong các khóa học trực tiếp tại Học viện Pha chế Vinpa. Wow, như vậy là Nhi mới kể ra khoảng 5 cái quyền lợi trong 11 cái quyền lợi mà anh chị sẽ nhận được khi anh chị đăng ký khóa học tại Học viện Pha chế Vinpa nha. Cho nên anh chị nào yêu pha chế này, thích nấu nướng này, hoặc là mình sắp mở quán, hoặc là mình đã có quán nhưng quán của món mình chưa có ngon, thì nhanh tay comment đăng ký học kèm theo số điện thoại, sẽ có nhân viên tư vấn thêm cho mình nhiều thông tin nữa. Và đặc biệt những anh chị nào comment là đăng ký học kèm theo số điện thoại trên cái bài học video ngày hôm nay thì Nhi sẽ giảm 50% học phí cho những thành viên nào mình sẽ đăng ký khóa học nha. Và lưu ý, nếu mà yêu mến Nhi cũng như là các khóa học thì hãy nhanh tay comment ngay là đăng ký học kèm theo số điện thoại, và sẽ có các bạn tư vấn viên gọi cho mình tư vấn chi tiết
từng khóa học một, cũng như là lựa chọn khóa học tốt nhất cho mình, cũng như là tư vấn về mặt thời gian để cho mình chọn được khóa học phù hợp nhất với mình để mình đi học, và comment ngay để nhận được là giảm 50% học phí cho khóa trực tiếp nha. Rồi chúng ta có 1 phút để chúng ta comment đăng ký học kèm theo số điện thoại để không bỏ lỡ cái ưu đãi lần này nha cả nhà. Rồi đó là về cái phần khóa học. Còn bây giờ về sách thì sao ta? Có chứ, Học viện Vinpearl mình có rất là nhiều bộ sách mà đang bán chạy trên thị trường. Và bây giờ Nhi sẽ giới thiệu bộ sách đầu tiên cho mình nha. Bộ sách đầu tiên là Nhi có cuốn gọi là Giải mã công thức pha chế 4.0. Cuốn sách này là cập nhật những cái món đồ uống trong ngành trà sữa hot trend nhất hiện nay. Và trong này có 11 chuyên đề. Nó sẽ có chuyên đề về trà sữa, về các loại topping làm trà sữa, các loại trà trái cây, rồi lục trà, rồi hồng trà, rồi có Milo dầm, đá xay, bingsu, rau má pha, trà hoa giải nhiệt, rồi có các cái chuyên đề nữa là nước ép. Đó, mình có 11 chuyên đề, rồi có sữa tươi trân châu đường nâu nữa. Có 11 chuyên đề để phục vụ cho đối tượng khách hàng là học sinh và sinh viên. Trong cuốn sách này, Nhi biên tập rất rõ từ cách làm, bí quyết làm cho tới bảo quản, cho tới giá vốn đầy đủ chi tiết. Và ai đã từng mua cuốn sách này thì đều yêu mến, bởi vì Nhi viết rất là tận tâm và Nhi viết rất là chi tiết để chúng ta đọc và chúng ta có thể làm được nha. Đó, như vậy là bộ sách này, khi mua một cuốn sách Giải mã công thức pha chế 4.0 thì chúng ta còn được tặng kèm thêm một cuốn gọi là Bí quyết quán đông khách. Cuốn Bí quyết quán đông khách này là tập hợp những cái bí quyết về truyền thông, về marketing, về dịch vụ để làm cho quán mình đông khách. Ngoài ra thì chúng ta còn được tặng kèm thêm một cuốn cẩm nang. Cuốn này là tặng kèm, mình chắc bắt buộc là phải lấy cuốn này, bởi vì là không có cuốn này mình không biết mua cái gì để làm những cái món nước trong cuốn sách của mình. Cẩm nang nó sẽ mô tả rõ là nguyên liệu cần mua, dụng cụ cần mua nha. Rồi, như vậy là chúng ta có ba cuốn: cuốn công thức, cuốn bí quyết và cuốn cẩm nang. Cuốn đầu tiên là mua, cuốn công thức là mua, còn hai cuốn còn lại thì Nhi tặng. Như vậy là chúng ta có 3 cuốn, thì giá niêm yết trên Học viện pha chế Vinpearl hiện nay là 1,5 triệu nha, 1,5 triệu. Và nếu anh chị nào mà muốn mua ngay thì bây giờ trên video này Nhi sẽ có giá ưu đãi bằng tiền in sách thôi là 400.000 đồng. Cho nên anh chị nào muốn mua sách thì comment mua sách kèm theo số điện thoại, và khi mình comment đúng cấu trúc là mua sách kèm theo số điện thoại, mình mới được áp dụng giá in sách là 400.000 đồng nha cả nhà. Còn nếu hết video này và mình cũng không comment, và hoặc là comment sai cấu trúc, thì mình cũng không được mua sách với giá 400.000 đồng đâu đó nha. Rồi, như vậy là chúng ta hiểu về cuốn số 1 chưa? Cuốn này là viết về trà sữa nhé. Bây giờ Nhi sẽ đi sang cuốn số 2, là cuốn viết về cà phê và đồ uống dành cho giới văn phòng. Đối với cuốn đồ uống dành cho cà phê, dành cho người lớn và văn phòng, thì chúng ta sẽ có 11 chuyên đề. Ở trong này Nhi có chuyên đề cà phê pha máy nè, latte, ạt rồi đó. Rồi Nhi có chuyên đề cà phê pha phin với rất nhiều món cà phê pha phin đặc sắc, như là cà phê sữa chua, cà phê trứng, cà phê sữa tươi, cà phê khoai lang, khoai môn, vân vân. Rất là nhiều món cà phê. Rồi chúng ta có các món trà, trái cây, nước ép truyền thống, nước ép hiện đại, sinh tố truyền thống, sinh tố hiện đại. Rồi chúng ta có các loại soda, rồi chúng ta có các loại đá xay, chúng ta có các loại trà hoa cúc, rồi trà Lipton, trà chanh, trà tắc, vân vân. Và trong này Nhi có hướng dẫn rất là nhiều các cái loại topping mà mình mua sẵn để kết hợp trong quán cà phê, mình không cần phải làm. Và ở Vinpearl mình cũng có bán những cái loại topping như vậy luôn, thì rất là thuận tiện cho những anh chị chủ quán cà phê đó nha. Và trong cuốn cà phê này Nhi có 2 phiên bản, đồ uống nóng và đồ uống lạnh, phù hợp cho 3 miền luôn, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và tương tự, khi chúng ta mua một cuốn cà phê, chúng ta cũng được tặng kèm thêm một cuốn bí quyết quán đông khách để giúp cho quán mình thật là đông khách. Rồi chúng ta còn được tặng kèm thêm một cuốn giải mã công thức pha chế 4.0. Như vậy thì một bộ cà phê sẽ gồm tất cả là 3 cuốn. Và giá niêm yết cũng là 1,5 triệu. Giá in sách là 400.000 đồng. Ngày hôm nay anh chị được ưu đãi với giá in sách thôi là 400.000 đồng cho một bộ sách cà phê. Vì vậy anh chị nào đang là chủ quán cà phê hoặc là mình đang muốn cập nhật các công thức cà phê thì hãy nhanh tay mua ngay bộ này nha. Comment mua sách kèm theo số điện thoại để nhận được ưu đãi và được tư vấn.
Và bây giờ Nhi sẽ đến với bộ sách thứ ba, đó chính là bộ ăn vặt Hot Trend 4.0. Bộ này cũng đặc biệt lắm nha. Nhi làm hai phiên bản cho bộ này là ăn mặn và đồng thời Nhi có phiên bản ăn chay luôn, cho những ai muốn ăn vặt mà ăn chay để cho nó thiện lành. Thì Nhi làm cuốn ăn mặn trước, còn cuốn ăn chay là Nhi tặng kèm luôn, Nhi không bán. Bán sách vì đam mê mà, cho nên là tặng kèm luôn. Thì trong cuốn ăn vặt này á, Nhi có các cái chuyên đề như là bánh pizza, bánh su kem. Nhi có làm các món kem tươi, các món kem viên theo công thức riêng của Vinba, nhưng mà đảm bảo là ngon chuẩn, kem Ý luôn đó nha. Rồi ngoài ra thì Nhi còn có các món kem trà sữa, đó là kem Thiết Quang Âm, kem trà sữa trân châu, rất là đặc sắc. Rồi trong cuốn sách này á thì còn có chè, trời ơi chè, rất là nhiều loại chè, chè Thái, chè khúc bạch, chè khoai dẻo và các loại chè hiện đại. Rồi tiếp nữa là Nhi có các món ăn Hàn Quốc như mì cay, cơm trộn, cơm cuộn, bánh gạo cay. Rồi các món ăn vặt quen thuộc từ hồi nào giờ ở Việt Nam mình hay ăn như là bánh tráng trộn, xoài lắc, khoai lang phô mai lắc, rồi gà rán, rồi vân vân, rất là nhiều các cái món mà có phiên bản chay và mặn. Và Nhi đảm bảo những công thức mà Nhi viết ra đó trên đồ uống hay đồ ăn á, nếu như mà mua sách về làm món mà thấy không ngon á thì trả lại sách, trả lại tiền luôn nha. Nói chung là cứ không ngon là Nhi không muốn nhận tiền, có nghĩa là Nhi chỉ nhận cái tiền mà anh chị trả hay là cái chi phí học phí anh chị trả khi nào anh chị hài lòng thôi. Còn nếu mà thấy không ngon là trả lại sách cho em trả lại tiền, chứ mà không ngon là em không lấy tiền. Thậm chí khách tới quán trà sữa em uống vậy, uống mà nói không ngon là em không lấy tiền đó. Như vậy đó là bởi vì sao? Nhi dùng hết tâm huyết của mình vào việc làm món, bởi vì mỗi món ăn thì Nhi xem đó chính là cái uy tín của mình. Thành ra Nhi rất là kỹ lưỡng trên việc làm món, duyệt món cũng như là ra món. Và trên từng cuốn sách thì Nhi đều viết rõ về cách bảo quản nè, bí quyết làm món nè, cũng như là giá vốn, để cho các anh chị chủ quán đọc và hiểu bài, dễ làm cũng như là ứng dụng cao nha. Thì tương tự như vậy, khi mình mua một cái bộ sách ăn vặt, mình cũng được tặng kèm thêm cuốn bí quyết. Và tất nhiên sách ăn vặt nó cũng phải có cuốn cẩm nang của nó, cuốn cẩm nang của nó để mình biết mình cần mua nguyên liệu dụng cụ gì ha. Thì như vậy bộ sách ăn vặt thì nó gồm 3 cuốn. Giá niêm yết là 1,5 triệu, giá in sách, giá như in 3 bộ này nè, để như xuất bản ra là 400.000 đồng. Thì ngày hôm nay trên cái bài video này, Nhi sẽ có cái giá siêu ưu đãi là chỉ thu hồi giá in sách cho các anh chị để sở hữu được bộ sách này. Đấy, như vậy nếu anh chị nào muốn mua sách với giá in sách thì comment mua sách kèm theo số điện thoại để được sở hữu bộ sách ăn vặt với giá in sách chỉ có 400.000 đồng nha. Đây là cơ hội vàng trong làng mua sách rồi đó. Rồi, mời cả nhà comment mua sách kèm theo số điện thoại. Rồi, tiếp theo Nhi sẽ giới thiệu bộ sách thứ tư. Đây là một bộ mà Nhi rất là yêu thích. Mặc dù bộ này thì thị trường là không có ứng dụng bằng, là bởi vì nó ăn chay. Thị trường bây giờ ăn chay chưa nhiều như ăn mặn, nhưng mà Nhi tin tưởng trong tương lai tới thì bộ này sẽ bán chạy hơn cả những bộ kia. Hiện tại những bộ kia là bán chạy hơn, bộ này vẫn bán rất là chạy nha, một tháng bán vài trăm bản là bình thường ấy, nhưng mà không bằng mấy cuốn kia. Tuy nhiên là cuốn này là Nhi cưng nó lắm, Nhi thích nó bởi vì Nhi rất thích lan tỏa cái thông điệp ăn chay. Và cái cuốn ẩm thực an lạc này chính là cuốn sách Nhi viết về các món ăn chay. Nhi cho cuốn sách này ra đời trong cái bối cảnh là Nhi chuyển từ ăn mặn sang ăn chay. Và Nhi thấu hiểu được để mình chuyển từ ăn mặn sang ăn chay thì mình cũng phải có một cái thực đơn rất là phong phú. Còn nếu không thì mình rất là dễ quay về ăn mặn theo thói quen. Cho nên Nhi đã viết ra cuốn sách ẩm thực an lạc với 31 mâm cơm chay cho 31 bữa cơm không trùng món. Và đặc biệt là Nhi dùng toàn bộ những nguyên liệu ngoài chợ thôi, rau, củ, quả tươi, nấm, đậu hũ, tàu hũ ki, chả chay, để làm được tất cả các món trong này. Rất là dễ dàng cho các anh chị để đi chợ và mua được tất cả các nguyên liệu. Đồng thời trên một thực đơn ăn như vậy thì Nhi tính ra đó, có những mâm cơm giá vốn trên một phần ăn của một người chỉ có 20.000. Còn những mâm cơm xịn sò hơn thì giá vốn là 30.000 đồng trên một phần cơm. Thì như vậy là giá vốn trung bình là từ 20 nè cho tới 30.000 trên một phần cơm của một người ăn. Thì như vậy nó rất là phù hợp với cả bình dân hay là thậm chí nhiều tiền thì mình cũng không cần ăn cho nhiều đâu. Mình ăn ít ít thôi, mình dành tiền mình giúp đỡ những người khác, đúng không ạ? Đó, cho nên Nhi soạn ra một cái mâm cơm là đủ dinh dưỡng mà giá vốn trên một phần ăn rẻ thôi, 20 đến 30.000 đồng. Và 31 mâm cơm cho 31 bữa cơm không trùng món để không nhàm chán. Và trong này Nhi nêm nếm nó đậm đà như mà chúng ta ăn mặn.
như nêm nếm đậm đà như chúng ta ăn mặn, và như đảm bảo món xào, món kho, món gì nó ngon như ăn mặn. Những người mà ăn cái công thức này á, người ta không biết đó là đồ mặn hay đồ chay luôn, nó ngon như vậy đó nha. Không ngon là cho trả lại sách, đơn giản vậy thôi. Nói chung là mua bán vì đam mê, cho nên là ngon, khách hàng hài lòng thì mình nhận tiền, còn không thì thôi, đơn giản. Rồi, thêm vào đó nữa là Nhi cũng khuyên luôn là sau một thời gian anh chị ăn chay theo cái cuốn sách của Nhi, nếu như mình ăn thành công được trên 6 tháng là mình đã quen với cái vị ăn chay rồi á, thì Nhi vẫn muốn khuyên á là chúng ta bớt bớt gia vị lại. Ví dụ chúng ta bớt bớt cái phần màu, chúng ta bớt bớt cái phần mặn lại á, để mà chi, để tốt cho sức khỏe hơn. Còn trong cuốn này là Nhi đang viết cho nó ngon, nó đậm đà như mà mình ăn mặn bình thường á nha. Rồi, thì như vậy chúng ta có cuốn sách chay, tuyệt vời đúng không ạ? Rất là tuyệt vời. Ngoài ra ăn chay thì nó sẽ giúp cho gì nè, da dẻ dáng mình đẹp, mình giữ dáng tốt, da dẻ mình nó tốt hơn. Ngoài ra ăn chay thì nó còn làm cho anh chị tiêu trừ rất nhiều bệnh tật. Đồng thời ăn chay là mình ăn những cái thức ăn thiện lành, thì nó làm cho cái tâm của mình bình an. Mà tâm mình bình an thì mình mới có sức khỏe tốt. Bởi vì khi tâm mình bình an là hệ thống miễn dịch của mình nó sẽ mạnh nhất, và nó sẽ chiến đấu với tất cả các loại bệnh tật. Đồng thời mình ăn chay thì tâm hồn mình nó tươi mát, nhẹ nhàng hơn khi mình ăn mặn nha cả nhà. Rồi, như vậy thì rất nhiều ý nghĩa cho bộ sách này đúng không? Và trong này Nhi còn viết là bí quyết để ăn chay thành công, con đường vì sao Nhi lại chọn hướng ăn chay mà không phải là ăn mặn nữa. Nếu cả nhà tò mò, cũng như là muốn biết thêm về Nhi, cũng như là con đường mà Nhi đã chọn, thì chúng ta hãy mua bộ sách Ẩm thực An Lạc này nha. Để thứ nhất là mình hiểu thêm về con đường ăn chay. Thứ hai là mình có những món chay ngon cho gia đình. Thứ ba là gia đình ai thì đến rằm rồi mình cũng hay ăn chay, thì mình mua mình có nhiều món hơn ha. Rồi, như vậy bộ sách ăn chay này là được tặng kèm cuốn Cẩm Nang, và cũng được tặng kèm cuốn Bí quyết quán đông khách luôn. Bởi vì trong công thức chay này Nhi biên tập rất rõ về bảo quản giá vốn, nên nó phù hợp cả gia đình và cả chủ quán ha. Thì như vậy bộ sách ăn chay của chúng ta là có 3 cuốn, giá niêm yết là 1,5 triệu. Nhưng mà Nhi cũng bán sách vì đam mê thôi, và Nhi sẽ lấy tiền in sách thôi nha, 400.000 đồng. Thành ra là Nhi có đam mê như vậy á, anh chị nào ủng hộ Nhi thì comment là mua sách kèm theo số điện thoại, để chúng ta được mua sách gốc với giá gốc với chính tác giả nha. Mua sách kèm theo số điện thoại để được mua sách gốc với giá gốc với chính tác giả. Rồi, ngoài ra thì trời ơi nhiều quá, thôi bây giờ nói tới đây nhưng mà còn thêm cuốn bánh kem nữa. Rồi đây, cuốn bánh kem này thì Nhi có viết về bánh rau câu 3D nè, bánh kem bắp nè, và bánh kem sinh nhật. Ba nhóm bánh kem là hơn gần 45 mẫu bánh kem với rất nhiều cái trang trí đẹp lung linh, lấp lánh. Thì nhớ anh chị nào yêu thích bánh kem thì cũng comment mua sách kèm theo số điện thoại, sẽ có nhân viên tư vấn kỹ hơn về cuốn bánh kem nha. Giá bán cũng bằng mấy cuốn kia, niêm yết 1,5 triệu, còn giá in sách 400.000 đồng. Như vậy là ngày hôm nay có một bạn em Nhi bán sách vì đam mê, thì hy vọng sẽ có những anh chị mua sách vì đam mê nhé. Ai muốn mua sách vì đam mê thì comment mua sách kèm theo số điện thoại để chúng ta được mua sách với giá chỉ có 400.000 đồng, mua được sách gốc với giá gốc với chính tác giả nha cả nhà nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã quan tâm cũng như là lắng nghe cái phần mà Nhi một phút quảng cáo cho Học viện Pha Chế Vinpa cũng như là những cuốn sách của Nhi.